Đây là chương trình Giờ Cuối Dạ Lan, dành riêng cho tất cả các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Dạ Lan phụ trách, được phát thanh mỗi tối từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Dạ Lan xin kính chào tất cả các anh chiến sĩ trên khắp các nẻo đường đất nước. Chúc xin kính chào tất cả các anh chiến sĩ. Hôm nay Chúc cùng các bạn đến thăm các anh. Không biết các anh có nhạc phẩm nào yêu cầu đến Chúc không? Dành bấm nguồn chi tuột. Tình thư của đánh. Nếu vậy thì Chúc sẽ gửi tặng đến quý anh nhạc phẩm Người Yêu Của Lính. Không là người yêu của Linh, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời xanh, em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay xu. Để thấy cánh sao gần không đẹp bằng màu mắt dài nhờ. Hỡi người trai lính em yêu ơi, hỡi người anh trốn xa xôi, áo xanh pha màu lá, có khi em ngỡ rằng mình quen trước, đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ để mà em thèm hò. Nếu em không là người yêu của mình, ai đem cánh hoa rừng về tặng cho em đợi chờ, và những lúc anh về ai kể chuyện đời lính em nghe. Thank you.
dâng hành quân. Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng màu mắt dài nhà. Mình quen nhau từ kiếp trước, đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ, để mà em thèm hò. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng cho em đợi chờ, và những lúc anh về ai kể chuyện đời Linh em nghe. Ai băng gió sương cho em đợi chờ, và những lúc anh về ai kể chuyện đời Linh em. Xa khuất bóng anh ngờ.